Em đang gom bò lên xe đi về tỉnh Đồng Nai. Xe này đi nhiêu con em? 10 con. Bò rất đẹp. Giờ đi chạy đằng kia gom nữa ha anh. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở đây xã Mỹ này là Mỹ Nhơn của huyện Ba Tri. Đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng mấy con bò tơ. Và hiện đang mang thai. Cô chú anh chị và các bạn ở những cái vùng miền trên cả nước, ai có nhu cầu chúng ta mua thì chúng ta cứ liên hệ ngay và liền với em để có thể mua được những con bò này mang về để nuôi, chúng ta nuôi để phát triển cũng như là nuôi để thỏa cái đam mê chăn nuôi của mình ha. Rồi thì bây giờ anh sẽ cập nhật những hình ảnh kèm theo giá cả của những bò này. Mong là bà con cô bác anh chị cảm thấy thích cái chương trình của em thì ấn một đăng ký kênh phía dưới và ấn vào một like như thế này để ủng hộ cho cái video của em có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Rồi thì bây giờ chúng ta đến với nội dung của buổi ghi hình ngày hôm nay, cô chú anh chị và các bạn. Đây lời nói đầu tiên thì em xin chào bà con cô bác. Thì em đang phát sóng trực tiếp dùm cho khách hàng. Ở đây tổng cộng có 5 con bò. 5 con bò này là 5 con bò hiện đang mang thai lứa đầu. Bà con cô bác anh chị, trong đây có một con 3B. Con 3B này thì tình trạng của nó cũng đang mang thai. Đây tổng những con bò này thì em sẽ quay sơ lược và cập nhật một số thông tin cơ bản để cho bà con cô bác anh chị chúng ta nắm bắt những thông tin này. Và cũng sẽ cập nhật về số đo chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem và cảm thấy thích muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền. Ở đây là những con bò phải gọi là cái giá cực kỳ là mềm để cho cô chú anh chị của bạn chúng ta lựa chọn ha. Thì nói chung là cái tầm tiền như thế nào thì cái giá trị như thế đấy. Bò này thì trước mắt cô chú anh chị của các bạn là một cặp bò tơ hiện đang mang thai lứa đầu. Thì đợi nó đi toilet xong rồi em cập nhật cho bà con cô bác anh chị thông tin cho chính xác ha. Đi toilet gì mà lâu dữ, lẹ đi. Phụ nữ đang mang thai mình phải phải nhẹ nhàng với những người phụ nữ đang mang thai. Tới con lẹ, mày nhảy hoài, người ta gấp mà mày cứ đứng đó mày nhảy hoài. Tới đúng rồi. Ở đây cô chú anh chị và các bạn, trước mắt cô chú anh chị cũng như là các bạn trên màn hình là con bò tơ hiện đang mang thai được 4 tháng. Con này hiện đang mang thai 4 tháng nè. Ở đây thì mình tới mày nữa. Thôi mình đi khúc trên trước đi. Khúc dưới nó làm gì nó làm. Nè, xoáy mặt nghiêm chỉnh. Nè, lưng vai dậu yếm. Cô chú anh chị các bạn có thể thấy cái vàng lông da của con bò này không? Nó cực kỳ là đẹp ha. Lông da của nó phải gọi là nó dùng hết. Với một cái màu này là màu bánh mì khét ngẹt luôn. Nó khác thêm cái khú nữa. Cái này là thường thường cái này thì kêu là khét ngẹt á. Là mặt nó là mặt khú chân khú nè. Mặt khú chân khú nè. Con này thì màu bánh mì khét ha. Sấy lưng sấy mặt hoàn toàn nghiêm chỉnh, dậu yếm rất là tốt. Con này thì chiều cao tại phía sau khu nó dao động tầm khoảng từ 1m33 bò. Con này hiện đang mang thai 4 tháng ha. Ở trên mình của con bò này nó có mà hai cái thẹo. Đó, bà con cô bác anh chị thấy màu không? Thánh thần bò màu rất là đẹp luôn. Cái dạng lông da phải gọi là cực kỳ. Chân móng này là móng sò, chân trụ thì đứng thẳng. Hiện trạng của nó đang mang thai tơ, đang mang thai lứa đầu được 4 tháng, bao chữa 4 tháng nha. Đó, dậu yếm rất là tốt. Dàn rúng cũng rất là tốt nha. Rúng này là rúng chèn cấp mình, màu lông da thì khỏi chê rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Ở đây bà con nào có nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ với em ha. Hiện bây giờ em đang có một chuyến xe ghép bò về tỉnh Bình Thuận. Bà con cô bác anh chị nào ở vùng miền trên hoặc là trên tuyến đường từ Bến Tre về Bình Thuận, bà con nào có nhu cầu mua thì em sẽ ghép chung chuyến đi về, nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển ha. Và bây giờ kế bên con bò này cũng là con bò tơ, chiều cao tại phía sau khu dao động khoảng 1m35 bò. Bò này bự con. Dậu yếm nè, rất là tốt đúng không cô chú anh chị các bạn. Chân móng đi đứng thì nói chung là hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Ở đây rúng là rúng chiền và hiện trạng con bò này đang mang thai 3 tháng. Sái tích, sái lưng đây nè cô chú anh chị các bạn, chúng ta coi đi ha. Con này sái mặt hoàn toàn nghiêm chỉnh. Ở đây thì cái đôi bò này thì
con này thì nó hơi nhích hơn con kia một chút, nên cái giá trị của nó cũng cao hơn chút xíu. Nó báo giá cho bà con cô bác anh chị nè. Con này hiện đang mang thai 3 tháng ha, bao chữa 3 tháng. Qua nè. Đó, cấp mình thì rộng. Đây. Màu thì rất là bóng bẩy luôn. Đây bà con cô bác anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được đôi bò này ha. Đó, con này thì đang mang thai 3 tháng với một cái dàn dậu yếm cổ rất là đẹp. Đó, màu thì lông nhuyễn, da bóng. Quá đẹp, tuyệt vời. Con này tơ hiện đang mang thai lứa đầu ha. Lỗ tai thì lỗ tai nhỏ nè. Cái dòng này đặc biệt là nó đẻ con rất là mắng con. Mắng con, sai con á cô chú anh chị các bạn. Thường ta ở ngoài miền Bắc người ta kêu đẻ mắng, còn ở miền Nam mình kêu đẻ sai ha. Rồi, kế bên. Kế bên con này là con cũng là con tơ đang mang thai lứa đầu. Con này thì chiều cao của nó thì cũng không cao lắm, dao động tầm khoảng từ 1m28-29 bò. Sái lưng, sái mặt thì nói chung là nghiêm chỉnh. Con này thì nó hơi nhỏ con, nhưng mà được cái là cái dòng này là dòng đẻ sai, nên cái giá trị của con bò này thì cũng đi theo với lại cái tầm tiền ha. Giá trị nó cũng hơi thấp. Chân móng nè, chút xíu nè em báo giá cho bà con cô bác anh chị. Con này hiện đang mang thai bao chữa 5 tháng không chú? Bao chữa 5 tháng. Tơ đang mang thai lứa đầu. Con này xuống dạ vú à, cô chú anh chị các bạn thấy không? Nó xuống dạ vú rồi nè, thấy chưa? Đó, rúng nè, chân móng nè. Đó, bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được con bò này ha. Với giá này phải gọi là cực kỳ yêu thương luôn. Chút xíu báo giá liền cô chú anh chị các bạn. Rồi, chân móng đi đứng hoàn thiện. Khi mà vào bò đến thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra bò, dẫn bò đi tới đi lui, kiểm tra về tình trạng chân móng đi đứng của nó rồi mới thanh toán tiền ha. Kế bên có một con 3B. Con 3B này hiện đang mang thai. 3B này hiện đang mang thai được 3 tháng. 3B mang thai 3B luôn nha. Đó, cái sái của con 3B này thì nó hơi nằm lên trên gu. Nó lên trên cái gù đó, ngay vai đi lên. Đó. Lưng vai, chân móng rúng nè. Con này bông rúng nha, 3B bông rúng. À, mình coi nè. Cái sấy nó nằm đây. À, cô chú anh chị các bạn. Mặt mày chiều cao tại phía sau khu dao động tầm khoảng từ 1m27-28 bò. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Ở đây bò thì được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Và con này hiện đang mang thai 3 tháng, mang thai lứa đầu ha. Tơ hiện đang mang thai lứa đầu. Này thuộc chỉ dòng 3B. Lưng đít ghê không? À, thả đòn thì dài, bụng thì bự, đang mang thai mà. Đó. Kế bên là một con bò cái dòng Sinlay Bombay. Sinlay Bombay ha. Đó, cái dòng này thì được cái là nó được cái thùng và nó đẻ con rất là sai con. Đó, mình thấy không, mẫu mã rất là bóng bẩy, rất là đẹp. Nhưng mà con này không cao lắm nha. Con này là mẫu là Sinlay Bombay nên nó được cái dàn dậu rất là đẹp, rúng cũng đẹp, chân móng cũng đẹp, nhưng mà có một cái là không được bự con. Đó bà con cô bác anh chị, cái con bò nào nó cũng có cái ưu điểm với cái nhược điểm. Thì con này nó cái ưu điểm của nó là gì? Cái ưu điểm của nó là nó đẻ sai, thứ nhất. Thứ nhì là nó đẹp, và cái nhược điểm của nó là nó không được bự con ha. Bà con cô bác anh chị nào thích cái dòng Sinlay Bombay này thì liên hệ ngay và liền với em. Con này á, tình trạng của nó như thế nào, tình trạng của nó em sẽ cập nhật ngay và liền. Chân móng đi đứng hoàn thiện nha. Cái lỗ tai nè, ngày hôm qua nó chui vô cái hốc á, cái hốc của cái củi á. Ồ, mấy con gùi nó bù quá bù. Chú lấy miếng băng keo chú dán nó lại. Đó, nó chui vô cái hốc nó làm trầy cái lỗ tai nên chú không xức thuốc, chứ không có tình trạng đi đứng hoàn thiện hết nè. Không áp xe, không trật lỗi gì hết. Ở đây thì tình trạng của con bò này cũng đang mang thai. Con này mang thai được mấy tháng chú? 4 tháng, bào chữa 4 tháng. Rồi, thì tổng 5 con bò ở đây thì bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền cho bà con cô bác và quý anh chị. Tổng 5 con bò này và cái giá cả kèm theo cái chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta lựa chọn ha. Con này là con đầu tiên, con màu khú đen. Hiện đang mang thai 4 tháng. Tới nữa xin lỗi quý anh chị bạn nha. Dạ nghe chú ơi. Đúng rồi, em mới gửi cái tin nhắn điện qua cho nó đó. Anh chụp hình cái màn hình của Zalo qua giùm em cái nha. Rồi em chờ, em gửi qua Zalo đó anh chơi. Ok, gửi qua Zalo số này mình nhé. Rồi, okay, em gửi Zalo đó anh coi em ăn. Rồi. Con này là con khú đen ha. Đang mang thai 4 tháng, bao chữa 4 tháng.
À, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè. Con này chiều cao tại phía sau khu, thì bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền cho bà con cô bác anh chị nè. Chiều cao của con này thì nó chắc dao động tầm khoảng từ 1m32-33 bò. Bò này cao mà. Cái cú luôn. Ờ, con này khoảng 1m32 tại phía sau khu ha. 1m32, bao chữa 4 tháng. Còn con này con này chiều cao khoảng 1m34 tại phía sau khu ha. Thì cái đôi bò này, cái con này, con bên đây có giá là 29 triệu. 29 triệu bao chữa 4 tháng. Con này có giá là 30 triệu bao chữa 3 tháng. Còn con này thì chiều cao của nó tầm khoảng từ 1m27-28 bò thôi. Đứng im. Đúng rồi, con này chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m27 ha. Và con này có giá bán là 24 triệu bao chữa 5 tháng. 24 triệu nghe cô chú anh chị các bạn. Chúng ta nghe rõ và kỹ ha. Còn con này chiều cao tại phía sau khu nó là 1m26. À, con 3B chiều cao tại phía sau khu là 1m26. Và con này hiện đang mang thai 3 tháng. Con này có giá bán là 27 triệu. 27 triệu bao chữa. Rồi, à, còn con cuối cùng, con xin lai Bombay. Con này chiều cao tại phía sau khu nó khoảng đứng thẳng lên đây. Đấy. Đúng, đứng thẳng đàng hoàng đấy. À, con này chiều cao tại phía sau khu nó khoảng 1m22. Đó, à, con này đang có giá bán là 29 triệu bao chữa nha cô chú anh chị các bạn. Con này bao chữa 4 tháng hả chú? Đó, bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được những bò này. Đó, tổng cộng đây có 5 con bò và giá cả của từng con kèm theo những hình ảnh cận cảnh. Và cái thông tin nữa là bà con cô bác anh chị chúng ta cần phải nắm bắt là những con bò này em nói bao chữa, thì trong vòng 3 ngày đầu tiên thì bà con cô bác anh chị chúng ta nhận bò rồi, chúng ta phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai hay không. Nếu như mà không có thai thì bên em cũng như là phía chủ nhà sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ ha. Còn những con bò mà này khi mà giao đến thì bà con cô bác anh chị, thứ nhất là mình phải kiểm tra dẫn bò đi tới đi lui, kiểm tra về tình trạng chân móng đi đứng của con bò rồi mới thanh toán tiền cho bác tài đi về ha. Rồi thì bây giờ em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem cái chương trình của em. Thân ái kính chào và mong sớm nhận được cuộc gọi từ quý cô chú anh chị và các bạn nha.